Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Đình Tùng, 32 tuổi và vợ là Trần Thị Hồng Nga, 34 tuổi để điều tra tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi đăng quảng cáo trên mạng xã hội từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 10 năm 2023, Tùng và Nga đã tiếp nhận hồ sơ của 18 người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc và làm thủ tục xin cấp visa theo diện công dân Việt Nam có thân nhân là cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc với chi phí từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng một người. Tuy nhiên, 18 người mà Tùng Nga nhận hồ sơ không có quan hệ thân nhân với cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, không thuộc trường hợp được bảo lãnh cho nhập cảnh với mục đích lao động. Do đó, Tùng và Nga tổ chức cho những người này đi du lịch theo diện miễn thị thực để khi nhập cảnh Hàn Quốc thì trốn ở lại trái phép để lao động. Từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2024, Tùng và Nga tổ chức hướng dẫn cho 18 người chia làm 4 lần xuất cảnh sang Hàn Quốc. Tất cả đều bị từ chối nhập cảnh, trả về nước với lý do không phù hợp với tư cách lưu trú.